Ngày 8 tháng 8, Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ Lê Thanh Hưng, 28 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, lực lượng công an thu giữ một còng số 8, hai mũ bảo hiểm đeo phù hiệu công an cùng thắt lưng, giày, tất công an. Trước đó, Công an huyện Thường Xuân nhận tin báo của một người phụ nữ trú thành phố Thanh Hóa về việc có người sử dụng mạng xã hội Zalo với tài khoản Lê Thanh Hưng và Facebook Cậu Ba Họ Lê, tự xưng là cán bộ công an huyện Thường Xuân làm quen với chị, sau đó vay chị 90 triệu đồng. Gần đây do cần tiền nên chị đòi lại nhưng không liên lạc được. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 5 tháng 8, công an xác định đối tượng chính là Lê Thanh Hưng. Bước đầu, Hưng khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an để tiếp cận làm quen, tán tỉnh những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hỏi vay tiền rồi chiếm đoạt.